chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thì còn có nguyên nhân chủ quan như: thứ nhất, năng lực của cán bộ còn hạn chế, không kịp thời cập nhật quy định của pháp luật. Thứ hai, có trường hợp nào thẩm quyền không cấp dưới. Thứ ba, hoặc cấp dưới có trình độ còn hạn chế, tinh thần làm việc thụ động, sợ trách nhiệm lại thụ động về ý kiến cấp trên. Nhưng rất đáng lưu ý trong giai đoạn hiện nay, cần phải có những giải pháp cụ thể hơn để tránh tình trạng này. Sửa đổi những quy định của pháp luật có liên quan cho việc rõ ràng hơn các cá nhân của đảng tại kết nối dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm trong việc chung và từng vị trí công tác độ cho cán bộ, tăng cường hơn nữa sự tham gia, liên quan, thanh tra, kiểm tra.